several days later. Ok. Lên. Ồ, chơi luôn à? Ô mà. Nào đi theo ta làm chó. Mày cái nè, mày giết người đúng không? Anh bung min rồi. Anh chui cống kiếm gì vậy? Anh gấp nào đây? Mày giờ cái phòng mày chui cống làm gì vậy Bông Mai? Anh vậy tôi cống. Ai chui cống, ai chui cống? Bông Mai chui cống. Em thề luôn, em giết con kia làm chó luôn, thử gâu gâu luôn. Nhưng mà mày chui cống đúng không? Không, em không chui cống. Bất lộn. Ê, thề đi, thề không chui cống làm chó, thử gâu gâu đi. Được rồi, giọng mày giọng Sao Bâu hay là giọng ai vậy? Làng Lâu, Lưu Hoàng á, Lưu Hoàng. Hoàng á, à, ok. Lưu Hoàng hát gì á? Em nghĩ là anh rất đồn nha. Lưu Hoàng hát với lại copy paste. Trời ơi, đây là bông min rồi, xưa cống gì. Only copy đúng không? Nào được. Bông min, bông min. Đồ xưa cống. Wow, em chưa cống đúng không? Nhưng mà em chưa cống. Phân kỳ chết đâu ta? Cái thằng óc nhỏ. Phân kỳ chết đâu à em? Phân kỳ chết đâu? Em không biết nữa. Em chạy. Thấy thằng nào kêu phao dead body. Thôi giết mẹ bông min đi. Giết bông mai trước đi rồi tính sao? Em không biết phân kỳ. Em không biết phân kỳ nhưng mà. Nhưng mà mày chưa cống. Người ta. À. Mà mày giết anh. Thế thì em không chưa cống. Em không chưa cống thì em làm nhiệm vụ rồi. Lưu anh bị treo. Mày chỉ anh thấy rồi, bông min mày không thoát khỏi ở đâu. Mọi người phải tin em. Trận này bông min với Pino chắc. Thằng bột hay là thằng bột hay sao ấy. Cái gì em đang đứng kế bên anh mà. À thế à. Mày đang đâu à? Mày đang đâu vậy? Dí heo sàn nát, thằng sàn nát nó biến mất rồi. Mọi người vô đây đấy mọi người. Vậy là chạy đây, em đang đứng chung với anh sàn nát nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là chiếm với Vino thôi. Đúng rồi. Lại chiếm với Vino. Trời. Em có làm gì đâu. Em chiếm Phân Kỳ kìa. Em có làm gì đâu. Cô mà nghe giọng quá. Phân Kỳ trước khi chết viết lên trên cái nền á. Chết với trên cái nền là chiếm. Không. Em không làm gì, em làm rất. Ủa vã luôn. Ôi trời ơi. Uầy. Sao nó chết ở đâu vậy? Chết ở gần phòng điện. Hồi nãy ai đi sửa điện vậy? Bà... Em thế là bị đồ rồi. Nhưng mà em với anh Sput với lại anh Bảy là đang ở chỗ oxy rồi. Oxy anh Bino, 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 Bino. Là... Hồi đâu anh ở trên điện. Phòng gần cái bệnh viện này. Thôi là đừng có, anh đừng có xạo luôn, em thấy chạy vào phòng camera nè. Ừ thì anh chạy vào phòng camera mà. Không phải, lúc đấy là em đang làm dở nhiệm vụ. Thế là lúc đấy là đang bị oxygen đúng không? Mà đi mẹ đéo, mà anh Pino đéo đi sửa tự nhiên chạy vào phòng camera. Mẹ vớ vẩn vãi, đúng không? Thế là đấy làm cái vụ mà. Cái bàn nhiệm vụ ở gần cái camera ấy. Vậy ông Bảy Pino rồi, vậy là Bảy hoặc là Sibut thôi. Không, để nói cho ông là đúng. Chắc chắn là ốc hoặc Pino, tại vì biết làm sao không? Thằng Snake á, lúc mà cái sửa cái oxy giữa nó vẫn còn sống.
xong rồi lúc mà bảy sờ bút với lại Luan chạy lên Ulysses trên á thì nó mới đi chỗ khác. Sao nó mới chết cách đây mấy giây à, 1-2 giây à. Bảy đi Ulysses trên với ai? Không, bảy chạy vô Ulysses giữa trước, xong mới sờ bút xong rồi, xong rồi bảy chạy đi, vẫn thấy sao nó đang upload. Vậy còn sờ bút có đi theo không? Có sờ bút. Em đi theo bảy với lại Luan gì á. Đúng rồi, mấy anh đi chung em à. Cái Ulysses hồi nãy còn mấy giây à, còn 2-3 giây à. Thì chắc chắn là chỉ có... Vỡ thằng bụi đi. Ờ, sao bụi nhỉ? Sao tự nhiên anh chơi bụi tổng tổng giờ? Bụi đi đâu đấy? Thì tụi mày có thông tin hết rồi. Em sửa nhiệm vụ phòng dưới á. Đó, mỉm vụ với ai nè? Chị ai? Em mới gặp ai nhờ em không ai không nhớ. Em đang chạy ở phòng dưới này luôn nè. Có ai gặp bụi đâu? Không, em đang chạy phòng dưới này luôn nè. Không ai gặp bốt mẹ đi chơi. Đang mặc dịch vụ ở bên trái, thấy thằng nghiêm à. Không ai gặp được bốt à, nhiếp vừa đi ngang mặt em, nhiếp vừa đi ngang mặt em. Rồi vậy đó, mặt cái bụt này là nhiếp. Không, em không gặp bụt nhá, em không gặp bụt. Nhưng mà pin là chắc chắn rồi. Không, em mời người nhiếp bụt. Bụt xạo lồn. Em xin kíp về. Sắp thằng người chết. Anh Bino là ngồi bấm riêng này. Ừ, cho anh sang bấm riêng cũng được. Có điều gì đang xảy ra? Để em đi theo anh Bino nha. Đâu chưa em? Người được luôn lưu kêu một phát lên liền. Mày phạm xin vậy? Bạn ơi. Lưu An này. Không thấy sao? Em đang bắn thiên thạch nha, Má bạn cứ cứu em phạm, đừng mất chắc quá. Cây thiệt. Đừng mất lại bạn ơi. Ngay đâu? Xác của Diệp ở cái chỗ... không tin ơi cái chỗ máy điện á máy điện bớt mẹ bảy đi đồ bấm bệnh quá bảy chắc bà. Rồi ông à, bảy là Bino thôi chứ thằng hồi nãy Bino đang sửa điện này bị mất điện này chạy vào phòng sửa điện đó này chắc chắn là Bino rồi sao anh bảy rồi bảy rúi này em rồi bảy rúi nhá nãy nãy bảy mà alo nhìn là thấy Bino sao bớt Bino đi. Bino chắc rồi. Bino hoàn toàn. Đây nói luôn. Nói luôn cái phần Snack chết nè. Snack upload xong chạy qua phòng điện, Bino vô phòng camera nhảy van nhảy xuống giết Snack xong nhảy van. Nhảy van. Rồi. Nhảy Bino đi đồ á. Bắt Bino đi. Bắt Bino đi chứ thằng Loen này là người rồi, đủ đấy. Thôi tại vì chắc này không phải sai luôn. Tao thấy cùng team anh Bino. Mày chết mày đi Bino mày nói đất thôi. Em bảo với mọi người là em đi theo anh Bino rồi. Em chết mày đéo chịu vô chết luôn. Thằng Lâu An cái đấy. Mày kém anh trưởng nè. Em là Lâu An. Làm gì có ai đâu. Em chơi đi em biết em bắn súng em. Ok anh không biết mẹ chơi không anh xem em. Mày giết luôn thằng Lâu An của đấy. Anh em mình chạy đi luôn. Mày đéo chịu vô chết đó. Hello nó vô nó chơi cái máy bạn nghe tiếng luôn. Nói sai. Hello nó chơi. Nó chơi cứ vậy phạm tiền vậy. Thằng Tú Đụ mà chết lâu đấy. Tiền em chết là chỗ thằng Lua thấy đấy. Nghe chứ. Không mai cái tao là thủ công ấy. Đủ mà. Đủ sao luôn, sát thủ gà. Ơ thì ai biết nào? Thì đéo chịu sao chết luôn lại còn thủ công nữa. Anh chết mày. Bông Bino nó làm em khó xử vậy liền. Bino nó dí ốc nè, nó dí ốc là biết nhưng nó là. Nhưng mà quả đấy mày thấy người nào vào cái là mày phải giết luôn. Em là thám tử. Mày lại để cho bấm report là sai. Mọi người luôn em. Cất. Em là sát thủ nha, em giết. Rồi yo. Cứ chờ. Chơi game luôn. Phân tích vãi lâu xong rồi. Thôi anh đéo cũng không mày đâu. Trời trái hiểu ý nhau gì cả. Hiểu anh rồi, em sẽ đã hiểu. Em thề anh Bino lại là sát thủ ấy. Bị điên à? Nhanh đấy. Chết đấy, ai chết đấy? Sáng ở đâu ấy? Không. Sáng nó ở gần cái phòng camera này. Lại ai đi camera? Anh ốc vô địt. Đúng rồi. Ông vừa ở đấy đi ra. Chưa đi tới đó luôn, anh chưa đi tới phòng camera luôn. Đừng có xạo luôn. Chưa đi tới phòng camera luôn, thề.
anh đi cái đường này xong rồi anh mới ra phòng đèn này. Sao anh quay lại rồi? Vượt luôn chưa đi tới vòng camera. Tao có luôn không nói nhiều. Ít có xài luôn. Chỉ có thể là anh thôi. Chỉ có thể là ốc thôi. Chỉ có ốc điền đấy thôi. Anh chưa đi tới phòng camera thầy. Giọng thề này, giọng thề này xấu lắm. Phòng điện này. Mọi người đợi tao đã. Tôi thấy phân kỳ nhưng mà phân kỳ đi từ tao với bông mai với bột đi chung ở bên chỗ oxy 2. Anh móc với cả anh Pino thôi. Ừ. Anh chưa tới đi phòng camera. Anh Pino đi cùng tôi. Đi cùng tôi từ đầu. Thế bọn anh ơi. Anh ốc chắc chắn luôn. Anh chưa đi tới phòng camera luôn. Không. Chắc luôn rồi. Ốc hoàn xe me. Ốc hoàn xe me. Bắn đít mẹ mày, ta đang bắn asteroid các lồ. Đúng rồi, anh đang bắn nơi góc trái chơi. Xe me sao ấy, học lại xe me. Ờ. Đi chơi góc trái chơi, xe me anh quay lại. Không, bây giờ. Tại vì anh thấy đi dưới đó ít người quá, anh sợ quá, anh quay lại. Không, không, thấy là giống rồi. Sao anh vô cái phòng bếp, anh thấy đứa nào đẹp quét nè. Đéo cầm chưa đi tới phòng luôn thề. Mà tao tát vỡ mồm. Bố mới bắn asteroid xong. Không thì bây giờ đơn giản lắm thì một một thôi. Không có này chứ rồi. Em nghĩ nhất là ốc nha. Ủa nó rồi. Ốc mình skip luôn. Bảy giờ sắp thủ cuối. Học là anh bảy. Bảy là đỡ ốc nha. Bông mai với anh Pino là em tin này. Ờ bảy kêu là thì bây giờ hai người cãi nhau vậy. Một một là an toàn nhất đúng không? Ra cái kia rồi, ra người rồi. Xe me bot đi anh xe me. Đâu. Thế thì anh xe me rồi, anh xe me không bot này. Ừ anh xe me rồi. Ta đang chỉnh stream cả cặp cặp mà. Ok. Xe me. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Thằng bột chắc luôn, có phải là thằng bột đấy. Không nói gì là sát thủ này. Thank you.
Ôi xe mày à? Xe mê chết. Từ đây đến giờ là em đéo thấy bụt anh ạ. À, phòng camera mà. Ờ, công nhận. Từ đây thì không thấy bụt. Để anh nói cái xác ở đâu đã. Để anh nói cái xác ở đâu đã. Cái xác ở ngay dưới góc bên trái đổ xăng ở gần phòng điện. Rồi, thế là bụt. Thằng bụt. Thằng bụt chắc luôn. Em đứng từ cái phòng camera từ lúc mà anh Bảy đứng lâu lắm luôn. Anh Bảy chạy ra, vẫn còn đứng xem mà. Anh Mỹ chạy ra đâu? Chắc sâu lâu lắm luôn rồi. Anh Mỹ vừa chạy xuống dưới à? À em đâu biết anh đi đâu, em đứng xem mà. Em thấy xong rồi anh chạy chung mọi người, em biết là anh đi mà. À không phải bột. Đừng em min mà. Từ không phải thằng bột hồi nãy nó đổ xăng, anh thấy coi lên mặt. Anh Bảy chạy ra chỗ em à, nhìn bô bột. Anh Bảy đứng trong cái phòng camera này trước tôi, xong tôi vào tôi đứng đây, anh Bảy đi lúc nào đâu biết đâu. Vừa gặp à, vừa gặp anh Bảy chạy ra chung. Cái thằng Bảy rồi, thằng ngốc. Chắc luôn. Anh Bảy với cả bột. Anh Bảy, mình thề luôn mình đi. Anh đi theo em từ đầu tới giờ luôn á nhím. Đúng rồi, thế Bảy đi cùng mà. Ờ. Đi cùng Funky luôn mà. À. Thế á? Như là bụt rồi. Vậy nhưng mà lúc đấy đồ rác Bảy 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 đi cùng mà. Nhưng mà ở góc bên trái đấy có mỗi thằng bụt thôi. Đấy. Bởi vì có thể là anh Seme bị giết từ lâu rồi. Nhưng mà hồi nãy anh thấy là thằng bụt đấu sang có lên vạch mà. Thế thì là anh Funky rồi. Mình hỏi nó nhiều. Không phải Funky, không phải Funky. Tao đi làm nhiệm vụ hết rồi đấy. Có đây. Hợp lý. Tao với Bino. Bino gì? Bino phát chắc luôn, vừa ăn cướp vừa la làng luôn. Đừng. Thôi cho anh Bino đi luôn. Rồi cái tao. Anh Bino. Sao mày cứ thích xúi tao vậy thằng đầu bùi này? Kìa, không biết bố đi nào. Không thấy Bino đâu hết. Đất tim biết, đất tim biết này cũng đất tim biết này. Kéo hiểu trong nhìn xác báo cũng thôi lại còn vút ạ. Thôi đi. Không phải Bino là thằng Bảy. Rồi thằng Bảy rồi. Em xong rồi. Để. Đi. Thằng Bảy là tao. Chắc chắn là bụt anh ơi. Không, thằng Bảy. Thằng Bảy. Cái gì đang đi với anh Phân Kỳ nãy giờ mà. Thế thì anh xin hết rồi. Vô lý đi. What? Sao lại xin hết? Nhưng mà còn ai chưa xong nhiệm vụ không? Xong hết rồi, anh Bảy làm sửa oxy mà. Anh Bảy có sửa oxy. Không. Sửa oxy là hay sửa nét sửa lâu vậy liền. Anh xin hết, anh xin hết đấy. Còn mày thằng Bảy mày hãy dúi tao không? Tao sửa oxy. Mày dúi tao hoài. Sửa oxy thì mày nó phát cũng được vậy. Bóng mai.
Nhưng mà tao thấy là tao sửa mày sao lâu thế mày hết cho nên là tao muốn mày làm gì? Trong khi nhiệm vụ sắp xong hết rồi. Bây giờ nhá, tao thấy thằng bảy sửa oxy. Tao thấy nó sửa lâu vậy. Nó phát để cho thời gian trôi qua để nó thắng hay sao ấy, tao mới thể yêu sửa. Không, nếu mà thế thì anh giết em từ cái tao đấy rồi. Lâu vì lâu luôn, mình vô mình sửa xong rồi bạn thấy mình em. Rồi ok ok, tao skip boss, tao đem boss ai cả. Nhưng mà bây giờ ở đây còn ai, chưa làm xong nhiệm vụ không? Tao làm xong hết rồi. Thế xong hết rồi. Snack thôi, anh Funky sửa oxy. Đấy, mày thấy vui không? Cái gọi snack thôi. Ơ, thì em dí đúng mà. Thôi, tự nhiên đi. Không sao đâu, guy. Ừ, nay tao đi chung Funky, mày hỏi Funky coi. Đúng rồi. Làm xong nhiệm vụ ấy còn có mỗi một nhiệm vụ thôi à, còn một người còn mỗi nhiệm vụ một nhiệm vụ thôi. Tự nhiên ấn làm gì xong rồi. Dí. Nhưng mà tao thấy anh bảy sửa lâu quá, tao mới nói thôi. Còn một nhiệm vụ thôi nhá. Ai? Ai đấy? Thằng bảy. Ai ta? Ai đấy? Tự nhiên anh ấn làm gì? Còn đúng một nhiệm vụ nữa xong rồi. Thằng bảy. Mẹ rủi tao. Thấy xác tao bấm làm đéo rồi. Nếu mà tao giết. Tao nói thằng bảy rồi mà. Bảy. Rủi vừa va vẫn. Lại này nguy hiểm quá. Mẹ. Không sợ đấy. Nhưng mà chết vui vậy mà chết là hơi xàm ấy thầy. Quái ốc, anh ốc đúng không? Anh ốc sát thủ đúng không? Không, xe mẹ sát thủ. Đâu, bày sát thủ. Mẹ, anh bị đâm tiên. Anh bị đâm đầu tiên. Phải đâm anh ngay. Anh ốc đúng không? Không, xe bu. Xe bu quá. Vô em ê. Nó phải bột mà. Xe bu nó tự cắn lưỡi chết xong nó đi bỏ. Đúng má, đéo cắn được ai hết. Ai cũng đứng nhường nhau hết. Còn sợ lót không cả nhà yêu? Giờ sợ lót em nè anh Quang. Ờ. Em đang chơi mà. Lướt game. Ủa em đang chơi mà. Đó lướt game em nghĩ anh ơi em tự độ đã. Xong tác anh nha. Ok nè. Ai này bọt ấy? Ông này bọt, thấy xác ở 7 ở ngoài sảnh. Ngoài sảnh hả? Ngoài sảnh chứ nào ấy? Nãy là có... Ngoài sảnh thường nè, mới đi ai, mới đi ngồi đây không? Vừa một đống người mà. Ừ. Nãy có thằng Diễm nha, nãy có thằng Diễm. Mày, sát thủ ơi. Vừa xong ra sảnh thầy Diễm nhá. Ngồi sảnh góc bên nào? Góc bên trái đúng không? Ngay ngồi sảnh ngay, ngay chỗ góc bên trái á. Thế thì là thằng support. Thế thằng support anh ơi. À. Em chạy giữa, à em chạy đầu. Anh đéo biết nha. Anh là sai nhất có thể nha, anh là sai nhất có thể. Chị là ai giết 7 á. Chị tất nhiên là ai giết 7 đúng rồi. Chị bắt cho 7 tự thế được. Em ơi, thằng em nghiêng support lắm. Tự nghĩ chưa? Từ em. Từ từ, không có mai mất vội đó. Nhiều mà. Để còn chứng minh đi, còn nhiều ha. Còn chứng minh đi, cứ đi làm nhiệm vụ đi. Ai đi chung với đám Diễm với tụi em nữa. Là có Diễm, em với Bảy nè. Rồi ai nữa? Ai nữa? Còn ai nữa đâu? Anh ba người thôi à. Anh thì tự ý là giữ nha. Anh thì giờ bắn tên lửa rồi, bắn mấy cái thiên thạch đấy.
Anh tút góc trái nha, éo liên quan nha. Xe me camera à, lúc 7 đi sau em là thấy 7 mất xong cái lúc sau là thấy xác luôn là nóc thì màu công thì bốt vàng nhím rồi. Đúng không? Nghĩa là nóc ở sau, một là nóc. Nhưng mà không ai làm chứng mà. Nhưng mà không ai làm chứng cho mày cả. Thế đang support thôi. Mày tao đi chung với thằng nhím. Không đi chung, không. Có đoạn tách ra. Có thể là support. Không có đoạn nào tách ra đó. Đâu bốt sướng thế. Khúc thôi. Không, em bốt là em bốt skip bốt rồi đó. Em là không biết. Anh thì chưa thấy cái chuyện quan tâm rồi đó. Ừ. Sao mày biết xác? Mày điên à? Anh bảy ở đâu mà bảo mất khúc? Cũng có thể là dốc, cũng có thể là dốc nhá. Tao tìm thấy xác tự nhiên là tao mà phải lộn. Nè, để tao nói nè. Nãy 7 đi chung với tao nhưng mà 7 đi sau. Cái lúc mà cái chờ, cái lúc mà nó cái tầm nhìn nó tối lại á, thấy mất 7 luôn. Số sau là thấy anh ốc tầm 2 giây sau anh ốc báo. Mày làm đéo gì thấy tao? Skip vote, skip vote. Bớt xàm đi. Xác 7 trong khi đó 7 đứng cơ chắc rồi thì mày bớt xàm đi. Rồi, thằng ốc du lịch. Thằng ốc du lịch. Em bớt xàm đi. Ốc đắt luôn. Điên à. Ốc hoặc ai đó. Nếu mà không phải xong lại chuyển sang anh ốc. Dĩ lắm thế. Tao thấy xác mốt, thấy xác mốt mày đeo đi bọn nữa. Ban đầu là tao bảo là thằng Diễm đi theo tao. Nhớ quan tâm, có hai nhiệm vụ. Làm gì làm đâu, nhưng mà cần chứng minh. Anh em ơi, quá đây. Gì đấy anh? Chết à? Bột chết à? Bột chết thì tao không biết. Tao đứng chung với Bino. Không phải đâu. Đang đứng rồi. Đang đứng với cả Snack ở bên phòng bên trái này. Hồi nãy anh ốc ở ngay phòng Sao thằng ốc tìm được hai xác nó report hai xác luôn nhỉ? Ê, tao một cả đám ở bên này OC. Bây giờ cả đám đi bên đây ra. Thế à? Tao không biết, tao ở xa tao không biết. Ô, anh xe me đi sau hay đi cuồng? Chỗ nào ra đây? Tôi đi cùng anh xe me, không phải anh xe me. Đi dùng cái xe me nè, nguyên cả đám đi từ trên đây ra. Ông người bông mai này, nhím này. Ê nha, anh đi, anh là... Có người giết ở đây rồi. Anh không biết nha, anh ở trước luôn. Anh là bánh mì kẹp thịt. Anh là bánh mì kẹp thịt. Có một hai đứa đi trước, hai đứa đi sau nha. Anh sẽ bố đi nha. Anh xe me nãy giờ. Anh sẽ bố đi nha, đúng không? Không, mẹ em thề, anh ốc vô địch đấy, em thề. Mày bị điên à, tao đi với xe me cái đám bên đây mà. Tao đi trước, tao đi bọt mà, mày bị điên à. Không, anh giết xong rồi anh mới chạy ra. Đi 3-4 người ở đây luôn, tao làm gì có thời gian làm như vậy được. Thiệt má nhờ. Lúc đầu em không thấy anh đâu. Thôi đi mẹ, mày bớt mẹ xì bù với Vân Kỳ đi, bớt xàm. Sao lại bớt Vân Kỳ, Dí Vân Kỳ đây. Còn mày bớt nó cho tao. Bớt xàm đi. Cái tội dí. Đem dí chứ làm gì bây giờ, nguyên cái đám đi chung với nhau trên này mà. Thì tôi giết là dí Vân Kỳ. Ừ. Dí thằng xì bù, tại thì xì bù nó đi chung với Vân Kỳ. Không tham gia nha. Ôi. Rồi xong, đi mẹ. Ui, sao nghe giỏi ốc giống người thế nhở? Mà giống người là gì quả, ngược hơi sai. Thằng xì bút chắc luôn, thằng xì bút. Xì bút rồi. Ông tao. Ông cái lìn tao ấy. Đi mẹ thắc thắc lăng support anh ạ. Tao đi theo quái. Đây đây. Không phải. Lúc đấy nhá là đèn tối rồi mà em kiểu em lạng lách đánh võng mà nó vẫn đuổi theo được em. Nhưng mà nó đâu thấy. Địch giết à? Tao đi xét với mày chắc là phải gần 1 phút luôn á. Không. Không đi mẹ không đeo tin. Kiểu khoảng cách chưa đủ nên chưa giết được em thôi. Phải. Mày giết tao là sai rồi. Chắc chắn luôn. Thì mẹ thế đừng đi theo tao nữa. Sao bọn mày? Tao tin mày. Ê em nói vậy anh có Pino theo anh như cái đuôi kìa. Không đi theo anh thôi à? Chứ em biết đi theo ai giờ? Em không thấy ai luôn để mà đi. Sao bọn mày vớt vội đấy? Từ từ. Tao đi theo anh Phật Kỳ không mày ơi. Không tao sẽ kiếm boss này tao mới. Nào nhá, lại là anh. Không phải thủ đủ, anh là thằng sửa điện đấy.
không phải phân kêu. Không phải tốc độ, không phải tốc độ. Tao nghĩ là anh xe me. Bino. Xe me cái con giật. Anh đi với anh xe me. Không phải xe me. Phải chứ. Xe me. Mọi người tin em là ai nè? Mọi người tin ai thấy anh quẹt người ở trong phòng cả phòng bệnh nè. Ok ok. Luôn rồi. Khi nào thằng Diễm nó tự nó giả bộ tắt điện rồi. Có con cặc thế bố mốt mày luôn. Nhím ơi. Không, thằng thực bút đấy, em thề. Nó đứng giết em, Ừ, con nhím bằng sự bút rồi. Em, gì? Rồi thì em quên với nó, mọi người đặt, không đúng rồi, mọi người đặt em với nó cũng được. Đi bao giờ? Không phải, cái lúc nó đi chung với em nha, cái lúc mà đèn tắt ấy, em kiểu lách qua mấy cái bàn mà nó vẫn đuổi theo được, anh hiểu không? Cái lúc mà tầm nhìn nó có tí thôi. Tao giết trước đó rồi, không có đâu. Thằng Bino hay sao ấy em ạ, thằng Bino hay sao ấy, nó lạ lắm. Ố, tắt đèn một người chết luôn là sao? Phân kỳ chết. Lộn nạ vào đấy thấy cái xác Phan Kỳ ở bên cạnh, thằng Bông Mai ở bên trái. Em vô luôn nhá. Em vô rồi nhá. Em vô Kino luôn nhá. Từ từ, để nói đã, rồi hãng vốt. Tao đi ra cả thằng Select với cả một người nữa là thằng Kim. Có một thời gian bọn em ở đoạn bên security bên trái là không thấy anh Pino đâu. Có thể đánh Funky chết từ trước rồi. Nãy giờ em có anh Funky đâu. Nguyên cả cái đoạn bên phải là anh đi với cả Select với cả Kim. Bốn người vote rồi anh Pino ơi. Thôi. Nếu mà anh ở trong phòng điện sao anh không sửa điện kịp, anh để ấn report đúng lúc em vào phòng điện đấy. Tao thấy cái xác ở đấy, mày đeo bấm cũng đeo đi nữa. Không, tao đi chung với thằng Bông Mai, với thằng Nhím nó có giết tao đâu. Ôi diễn cái l*** à. Rồi. Diễn cái l*** tao. Bình tĩnh đi mọi người. Diễn cái l*** tao thấy mày là tao nghi rồi. Mày diễn với ai hả? À, bên security là không thấy anh Pino đâu nha. Ờ. Chắc lâu lắm rồi. Diễn vai cái l*** diễn. Thế ớt thêm một thằng sát thủ nữa là ai đấy, support đúng không? Không phải. Ngốc. Ốc à? Ốc đầu đây. Sao mà mày giết xong report hả? Mày trò này cũ rồi. Diễn á Pino, mình thấy bạn nghi là mình đi. Tao nhìn thấy cái xác mà. Mày giết cái chắc nhìn thấy. Giết chứ ai? Mày giết chứ ai? Vô đây bạn. Lên. Đây. Lên kìa. Mày chửi cái lồn gì đấy? Hả? Giao với nhau không?
lại lộn với cái bí mất thứ ấy rồi. Chửi gì? Mày để chối bỏ bao nhiêu công sức của anh Độ làm à? Ủa má mày, mày tưởng mới đi Sài Gòn về được 2 ngày mày thích chửi gì chửi á? Ê. Vô đi qua. Ơi, đừng. Là sao? Láo. Đây đây, vô. Mọi người đừng để cho những gì anh Độ đang làm đổ sông đổ biển mọi người à. Đúng rồi. Đậu xanh, đậu xanh. Cái thằng này mày ngu với nhím vậy. Đi. Bây giờ anh đéo không? Thì bây giờ anh tìm ra từ ngữ với anh bây giờ phải xài tượng hình hiểu không? Đúng mày coi đừng vào nữa. Anh Vino này, anh Vino. Sao? Không. Rồi, ví dụ thôi. Ngu như chú bé đất chẳng hạn. Đâu. Thì có mẹ ăn quăng nhá. Đít đéo sao trời. Phải quăng không vậy? Không. Ôi giỏi luôn rồi đi. Rồi. Rồi nha. Out đi có luôn rồi. Cáp vào luôn cáp ơi. Nhanh. Rồi. Không anh Pino vào lại đấy. Nhanh. Hôm em Pino làm sao ấy, chửi bệnh nhiều lắm, em không hiểu. Nhanh đi, không anh Pino vào lại đấy. Tao còn chưa nhắc đến tên nó nhá. Thề. Ở sao kia anh Quang kìa. Đây. Mr. Quang phát. Mr. QNT. Rồi. Đấy, Pino rồi. Pino giỏi rồi. Giỏi rồi. Chơi mà chơi dối. Xong rồi, chúng ta đã mất một sát thủ tiềm năng. À, chúng ta có từ môi thâm như thằng 7 nè, hợp lý vậy. Môi mày thâm như 7 vậy. Ờ, môi mày thâm như 7 vậy, hợp lý. Nhìn mày cứ như xe me vậy đó là hiểu liền. Ôi, mất dài. Mất dài. Đâu có dài đâu, kêu như xe me mà, như đâu mất dài. Mẹo như xe me là. Cái đó gọi là body xe me. Không, đó gọi là body xe me. Mẹo như 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 xe me. Mẹo như